Rồi cái Binh Hầm này là Linh. Thì nói chung là cách đây cũng 2-3 tháng. Vâng. Thì lên thì làm cái quy trình là chỉ có tăng trưởng thôi. Chứ không có kích ra hoa, đúng không? Dạ. Mà bây giờ cái cây nó sung mà nó ra hoa như thế này. Thì nói chung là bây giờ như hôm trước là thầy có tư vấn là để cho cái cây nó sung nó ra hoa. Chứ không có ép. Vâng. Nhưng là không có cho kích nó ra hoa. Thì như vậy thì thấy cái cây nó lá nó từ dưới lên trên rất đẹp. Ngọn bóng. Đấy. Thì mỗi một cây ít nhất là phải là từ hai vòi trở lên, hai vòi trở lên. Có cây 4 vòi. Đấy, thằng này thì vừa cắt thì nó búng thêm 2 vòi nữa. Đấy. Và cái cành hoa phải nói là đạt chuẩn luôn. Cành hoa từ 5 tấc cho tới 7 tấc. Có cành thì 5 tấc tới 7 tấc. Nói chung là tuyệt vời. Thì đây là chưa cho nó ra hoa gì hết đấy. Mà nói là vậy đây. Thì thấy rõ ràng ở trong các cái bài giảng thì nói chung là ở trong cái chế độ cho cây nó ăn không cần ép của nó. Tất nhiên là hả, nó sung nó ra nó đủ chất. Ở trong này nó đầy đủ 16 nguyên tố thì cây nó phát dục sinh lý của nó mà thì nó ra hoa thôi. Mà hoa tuyệt vời. Phải nói là đó, cành hoa, thằng này là 7 tấc nè. Thằng này là 7 tấc nè. Cái đá của nó phải không? Mình cho nó ăn uống đủ. Thì nói chung là đều giống như là ra hoa đồng loạt. Thì cái lượt sắp tới là cắt cái này, nhưng những cái cửa bông này sẽ tiếp tục. Thì sắp tới có thể là hàng tuần, có thể là cắt 2 lần. Một tuần là phải 2 lần. Và cứ thế kéo dài. Và lá lên tới đâu, ngọn lên tới đâu, bông đi theo tới đó. Và nhất là rễ phải đi theo tới đó. Đó, nhất là bộ rễ nè. Thì hãy dòm cái hoa thì thấy cái bộ rễ nó là giống như là cây đa hay là rừng đước gì đó. Rễ nó cứ xuôi xuống dưới, nó không có chỉa ngang ra. Đấy. Thì khi mình tưới phân á, thì nó ăn được nhiều, đương nhiên. Một thằng mà một nùi rễ như thế này thì một lượt phân ra nó ăn nhiều. Hơn là một thằng nó chỉ có 1 cộng, 2 cộng, thì nó ăn ít thôi. Thì phân nó lại rớt xuống đất, nó làm một gia thể. Thì thành thử ra là sẵn đây thì thầy nói luôn. Thì nói dừng là lúc nào cũng phải là quan tâm đến cái linh hồn của cây lan, đó là cái rễ. Đấy, rễ nhiều, cây ăn nhiều, uống nước nhiều, cây sung. Không bệnh hoạn, có sức đề kháng, có. Đấy, nó giống như con người thôi. Chứ còn tối ngày mình cứ dòm coi cây có bông không, mà cái dưới nó, cái rễ nó có le que 1-2 cộng như thế này, thì thua. Đấy, như cái rễ là 1-2 cộng thì thua rồi. Sao này, nó không có bông hoa, không có cửa gì hết. Rõ ràng như thế luôn, thực tế. Còn cái cây mà đó, một nùi rễ nè, một bên này là 10 rễ, bên này là 10 rễ nè. Ở trên này lên đường ra, ở trên này đường ra rễ mới. Mang 2 vào bông khủng. Thôi đây, cây này nó bị gãy cái đọt này. Ra 3 cây con. Ba cây con, ra 3 cây con luôn. Đây này. Con bẻ được 2 cây cho thầy. Đó, ra 3 cây con mang bông luôn. 3 cây con này, đó, cây con nha. Đấy. Cái ngọn này bị gãy này. Đó, con ra rễ luôn, mang bông luôn. Đấy. Đây, con nó ra rễ. Không có rễ nào, cái ngọn này, cái ngọn gãy này. Ngọn trước nó gãy này, đó, nó đẻ được 2 cây con. Cái cây con nó ra hoa luôn. Đó, cây con, cây là hoa, coi cây con nha. Thì cái này hồi nãy là nó đương nằm ở trên chung với mẹ, nó bị gãy rồi. Nó đẻ ra 2 cây con. Đó, cây con có hoa nha. Thì thằng này bây giờ vô á, mình vô trồng cái này. Thấy không nè, bị nó nhiễm nè. Cắt cành bông này chân đi, để cho nó ra rễ. Còn thằng này nè, con nó ra rễ nè, bông luôn. Đấy, đường bông. Lỗ cửa luôn. Cành con, cái cành cây con ra hoa, nó ra bông luôn, bình thường luôn. Nó sung nó vậy à, rễ là cứ giờ hay là lên, thân lên tới đâu, rễ ra tới đó. Đó là cây đơn thân là ok. Tuyệt vời. Nói chung là một rừng hoa luôn. Đó thì mấy em thấy là ngó rồi bát ngát luôn. Ra hoa mới cắt xong luôn. Đó. Chà, cành này là phải là 7 tấc rưỡi nè. Đây này, nếu mà tưới từ cái chớn này là 7 tấc rưỡi mà hoa nó rất là nhạt. Cái giống Binh Hồng này thường thường mình nhìn, nếu mà không có kỹ thuật á, mình cho ăn không đúng, nó thưa lắm. Nó cành nó dài nhưng mà cái bông nó thưa ra cả gan ấy.
Màu lợt không phải. Ờ, màu nó lợt nữa. Này màu lợt. Đó, cây đúng không? Đó. Cái phần ở dưới gốc đấy á, là khi chưa học, chưa đi học của thầy về á, thì là lá giờ tụt hết. Nghĩa là từ lúc mà học của thầy về thì nó giữ được bộ lá. Giữ được bộ lá từ lên lên. Đó, cái ăn từ lúc khi mà học quy trình của thầy, thầy cho ăn theo quy trình. Đúng quy trình của thầy đến giờ là cái cây nó không có mướt được. Tụt lá nào. Lá không có bị sâu hay là bị cái gì hết. Đốm hay bóng xanh đều, thấy không nè? Xanh rất là đều, một màu xanh. Và nó đối kháng, tất nhiên là nó đối chiếu với một cái hoa màu rực rỡ cộng cái màu xanh, nó giống như một cái nền. Nếu mà mỗi lần mà khách tham quan mà vô đây là thấy là tuyệt vời rồi. Tất nhiên là cái màu xanh của lá nó tôn cái nền vẻ đẹp của cây hoa lên. Thấy không? Cái đó là cây phong lan. Khi mình cho ăn đúng cái lá đó. Đúng rồi. Lá trên này bao giờ dài hơn cái lá dưới. Không có một miếng là nấm bùa hống hay là cái gì hết. Đó, đây nè. Một màu xanh. Không có một cái chỗ xanh chỗ vàng ha này đó, nói chung là lá xanh mướt rượt luôn. Dày, dày cui. Lá dày, bóng. Mang cành hoa vậy thì xứng đáng rồi chứ không có nói gì hết. Nè, 7 tấc rưỡi chứ không phải là 7 tấc rưỡi, tới đây là 5 tấc rồi nè, thấy không? Ở đây nữa nè, hơn một gang nè, hơn nè. Ghê hồn. Được à, 2 4 6 8 10 13 bông. 13 bông. 2 4 6 8 13 bông. Ghê. 13 bông. Phải dây. Trồng dây thì nói chung là bây giờ thử tính đi, mà trồng á, mình cho ăn tiền phân. Bây giờ so với cái tiền thuốc nấm bệnh sâu rầy á, thằng nào mắc nào rẻ hơn. Trong khi phân á, thí tỷ như nó chỉ có 100 gram, nếu mà tính ra á, mình nhà vườn á thì nó khoảng là 10.000. Mà trong khi cũng 100 gram thuốc có khi 80 mấy ngàn, như là cây amix, cái thuốc amixatop trị nấm 80 mấy 90 ngàn 100cc, thấy không nè, tính đi. Trăm mấy lần thầy ơi. À, có nơi thì trăm mấy, mình nói cái giá sỉ thôi. Nó thì tính đi, bây giờ cho cái cây nó ăn thì nó lợi hơn là tối ngày là cứ tưới thuốc nấm, tưới thuốc bệnh, thấy chưa? Mà nó không được bông, cây bệnh mà làm sao bông? Hai vòi mới cắt xong. Đó, đây là nói chung vườn cây thầy rất là hãnh diện với học trò của mình là làm được những cái này. Cây mang bông với cái sức sống, đầy sức sống của nó, chứ không phải mà cái bông mà nó xìu xìu ảnh đỡn như cái dáng cây lá mà nó cứ sụ sụ như thế, thấy không? Cái cây đầy sung mãn thì nó cho hoa thôi, không cần kích gì hết. Cái này mà nếu mà thật sự nếu mà mà một cái dịp gần Tết mà mình cần một cái lượng bông đóng mà kích một cái là 4 giòi trở lên một cùng một lúc. Nhưng mà mình khai thác kiểu đó thì nó cực về sau, là khi sau khi cắt cành là mình phải chăm sóc nó lại, phải bồi dưỡng nó lại, nó suy. Thì thôi, nó cứ để tự nhiên, nay mai vườn mình rộng. Thôi nè, lúc nào cũng có hoa. Tuần cắt 2 lần, 3 lần. Sắp tới có thể là như thế. Bây giờ hiện nay là cắt 2 lần. À, hiện tại bây giờ bông dày mà cắt 2 lần. Tất nhiên là có những cái vườn như là cây nến này thì đã con số đã cắt rồi. Thì nó lưa thưa như thế. Còn thằng này là sắp tới. Thằng này là cũng cắt rồi, tuần rồi rồi. Nói chung là cái quy luật mà người ta mua bông mua cara thì phải nở hết. Chỉ còn 1-2 nụ thôi. Chứ mà chưa nở còn nụ nhiều, nó không mua. Bởi vì khi cắt cái cành, những cái nụ mà còn nhiều nó không nở được. Đó, thành thử ra là thương lái không mua. Còn lại ba lùm này được nè. Thầy sung cứ hai vòi, ba vòi. Tuyệt vời. Cây thẳng ra, cây sung. Cây được sung thêm ba vòi. Ba vòi. Ba vòi. Ở dưới này là cắt mấy lần rồi nè? Nhiều rồi. Rồi. 2, 3, 4. Đó, đây là lần thứ 2. Ra hoa lần thứ 2. Đó. May là cái mùa này là cái mùa hạn chế bông á. Là cái mùa, cái mùa nắng ít. Chứ cỡ mà cái mùa năm tới mà khoảng 3 tháng 4 thôi nè, nước nhiều, ăn cây ăn phân được nhiều, trời ơi nó còn bông nhiều. Đều, thẳng tắp luôn, một rừng hoa. Mình mùng.
Tuyệt vời. Bây giờ phải đi lên, phải đi lên. Phải nói là một rừng hoa quý vị. Xem đi thì mấy vị đi sau, các em đi sau nhớ làm như anh Linh như thế này. Đấy. Thì thắng thôi. Cái gì cũng vậy, bây giờ cái công nghệ là 4.0 thì nó mới được như thế này. Chứ bây giờ mà mình dùng những cái công nghệ mà khoảng chục năm về trước thì nó đã cũ rồi. Mà nhiều cái nguyên liệu thức ăn cho nó cũng không còn. Người ta đã đổ mới qua cái giai đoạn nano hay là sinh học rồi. Đấy. Thì bây giờ tùy các em thôi. Bây giờ mà các em còn kiểu như là phân dê, phân bò hay là những cái dạng mà hồi xưa đó, thì đối với cây của anh Linh đây trong 6 tháng mà như thế này thì mấy em có phải là 6 năm. Kéo dài 6 năm thì mấy em tính 6 năm đó mình chi phí, mình tốn đầu tư vô cây lan bao nhiêu. Thì bây giờ á, mình hơn nhau cái chỗ là nhanh, gọn, lẹ. Nhưng cây mình không suy. Đó này, đó. Bây giờ cái thời buổi bây giờ là thời buổi kiếm cơm mà. Không phải mình gạt ai, ha, mình lừa. Đó này. Nhưng mình cứ đi theo công nghệ, mình cứ cập nhật những cái công nghệ mới và những kỹ thuật mới, kiến thức mới. Thì cái cây mình nó nhanh thôi. Hồi xưa, lúa chỉ có 5 vụ. Sau đó 5, 2 vụ, bây giờ 1 năm 4 vụ. À, một con heo nuôi mỗi lần cả năm mới được tạ, bây giờ 3 tháng thôi. Công nghệ. Còn bây giờ mà đối với cây lan, mấy em sợ phun phân thuốc rồi nhiễm độc này nọ, phải không nè, ô nhiễm môi trường này nọ, cứ phân dê, phân bò, hay là những cái dịch này, dịch kia, hay là xài những cái công nghệ hồi xưa mà mình chưa có phân thuốc, như dùng bột ngọt để ra rễ, hay là dùng những cái dạng gừng hay này nọ để ra rễ, thì biết chừng nào cái cây mình có hoa mấy em. Phải không? Thầy nói đúng không? Thầy không bài những cái đó, đồng ý cái đó là một khả năng cũng là tốt cho cây trồng, nhưng nó chậm. Trồng chơi thì không nói gì, chậm hay lẹ không cần. Nhưng mà người chơi phong lan cũng vậy, cũng nôn nóng muốn cho cái cây mình nó có nhanh có hoa để mình coi cái mặt hoa của nó như thế nào. Chứ đây đâu có ai trồng mà muốn ở cái bông nó muốn ra, đâu có ai muốn mà cái bông mình xấu đâu, hay là cây mình xấu đâu. Mà nếu như vậy thì mình phải theo công nghệ thôi em. Cái đó là thực tế. Thấy không nè? Bây giờ cả thế giới và những cái nước sát bên mình như là Trung Quốc nè, hay là Thái Lan nè ha, đến đổi cả anh Lào, anh Campuchia, anh đã theo công nghệ mới rồi. Thì tại sao nước Việt Nam mình đã đi Thái Lan nhiều đây này nọ, đã nhìn thấy người ta trồng, mà bây giờ lại cà rít cà tan, để rít cà tan, để đi thụt lùi, lại quay giờ cái thời kỳ đồ đá. Những cái kỹ thuật đó mà hồi xưa, hồi đời Bảo Đại, hồi đời Pháp thuộc, mình không biết về cái phân NPK, không biết trung lượng, không biết vi lượng, không biết cái gì hết, không có phân hữu cơ vi sinh, không hữu cơ sinh học, thì cái đó chịu thôi. Còn bây giờ nó đầy dẫy thì tại sao mình bài nó, phải không nè? Trong khi cả thế giới những cái nước mà tiên tiến họ ra những sản phẩm mà mình đương sử dụng, như những trái nho, những trái táo to đùng như thế, tại sao mình biết bỏ tiền mắt ra để mình mua về mình dùng? Còn cái lan này mình có ăn uống gì nó đâu, phải không nè? Mình lại sợ là ô nhiễm môi trường này nọ. Bây giờ thuốc sâu đây không mùi, thuốc sinh học đây. Ở trong lớp là thầy có giảng rõ ràng, phải không nè? Mình đâu có dùng những cái thuốc sâu mà nó hôi rình hồi xưa đâu. Công nghệ mà. Và phân bón cũng vậy. Phân bón là phân bón sinh học, phải không nè? Và cái phân NPK ở đa trung vi lượng thì cái này là nó mỏ khoáng cũng từ lòng đất người đưa lên để mình dùng nuôi cây. Thì những cái mỏ khoáng ở lòng đất nó đâu phải là thuốc độc hay là cái gì đâu. Tại sao cây lúa mình ăn rồi cái người nông dân họ phun ure vô đó có hột lúa mình ăn, mà mình ăn trong hột lúa cũng có ure mà mình không cho là độc. Rồi mình ăn rau hàng bữa vẫn có GA3, vẫn có những cái phân NPK này mà mình không có bài xích, mình không có nói nó là độc.
mà cây lan là mình lại kỵ phun những cái phân từ mỏ đưa lên, hay là phân hữu cơ người ta xử lý khử mùi để làm những cái phân hữu cơ không ô nhiễm môi trường, thấy không nè, không hại cho người và súc, mà mình lấy bài đi. Đây này, mình lại dùng những cái trị bệnh mà nó ù ơ với dầu, như là lấy bột quế hay là này nọ để ngừa bệnh, hay là gừng hay là này nọ để mà, thì như vậy thì mấy em có chắc rằng những cái tảo dược đó nó trị hết bệnh không? Tại sao nó có bệnh thắng thư, bệnh đốm vàng, bệnh thúi đọt, thì nó có những cái thuốc đặc trị nó theo nó, mà mấy em phun không đúng thì cái bệnh nó không hết, thấy không nè? Thì đâu phải là gừng hay là bột quế hay là những cái khác nó là một cái thần dược đâu, nó là thảo mà, thấy không nè? Nó là một cái để người ta nêm nếm gia vị. Gừng thì để người ta ăn vô để không bị rối loạn tiêu hóa, để làm cho thức ăn mình dễ tiêu. Còn bột quế thì người ta dùng pha ngâm rượu để mà trong cái mùa lạnh giá, hay là bị đau xương khớp người ta thoa, người ta bóp. Mà bây giờ mình lại dùng cái đó, mình sợ phun NPK độc ô nhiễm, chết con chết cái mình, chết thuốc vật mình, mình lại sử dụng những cái đó. Suy nghĩ lại mấy em, suy nghĩ lại. Bây giờ công nghệ 4.0 rồi, mấy em còn sử dụng một cái điện thoại quẹt. Bây giờ mấy em sử dụng quay lại một cái điện thoại bàn nghe lỗ tai, hoặc là điện thoại mà bấm bấm bật nắp hồi xưa, có sử dụng không? Bây giờ có mua chăng là cái đó những vật cổ, những vật quý hiếm để mà sưu tập mà thôi. Thầy chỉ nói như đó thôi. Rồi, tùy mấy em suy nghĩ.